cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Có lần có một cư sĩ hỏi tôi, Như Lai Phật và A Di Đà Phật có khác nhau chăng? Thật ra tất cả chư Phật đều được tôn xưng là Như Lai, như A Di Đà Như Lai, Thích Ca Như Lai, Dược Sư Như Lai, chứ không phải chỉ riêng một tôn Phật nào mà thôi. Phật có 10 danh hiệu gọi là thập hiệu. Thế nào gọi là hiệu? Chúng ta mỗi người đều có tên tục, rồi còn có tên hiệu nữa. Thông thường các bậc tôn trưởng và thân thuộc gọi chúng ta bằng tên tục, còn hầu hết những người ngang hàng, không quen biết lắm thì gọi chúng ta bằng tên hiệu. Thế thì tên hiệu là gì? Tiếng gầm thét giận dữ của cọp hoặc tiếng rống của sư tử cũng gọi là hiệu. Hiệu là thanh vang ở ngoài, nghĩa là tiếng nghe ở ngoài. Bởi do có tiếng tâm lớn khiến mọi người đều nghe danh biết tiếng nên gọi là hiệu, và cũng gọi là biệt hiệu. Chữ hiệu còn có nghĩa là gào thét, là lớn. Một, Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật và được gọi là phỏng đồng tiên đức hiệu. Mô phỏng, học theo gương của những người có đức hạnh thuở trước. Như là như vô phương sở, không có định hướng, không có một nơi chốn cố định đặc biệt. Lai là lai cảm di hiện, do sự cảm ứng đạo giao đến mà hiện ra. Đó gọi là Như Lai. Hai chữ Như Lai này còn có hàm ý lai vô sở tùng, như vô sở khứ, không có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi. Bởi vô sở lai, vô sở khứ, không đến cũng không đi nên gọi là Như Lai. Lai nữa, như là đạo lý bổn giác, lai là trí huệ thủy giác. Bởi lý bổn giác kết hợp với trí thủy giác cho nên gọi là Như Lai. Trên đây là ý nghĩa đại cương của chữ Như Lai. 2. Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người. Loài người ở nhân gian và chư thiên ở cõi trời đều nên cúng dường Phật. Ứng cúng có danh hiệu là Kham Di Phước Điện Hiệu, bởi Phật có khả năng làm ruộng phước cho trời và người. Có hai loại phước điện: tự lợi, lợi mình, và lợi tha, lợi người. Tự lợi tức là tự mình nghiên cứu chân lý và dứt bỏ mọi nghi hoặc, làm lợi ích cho chính bản thân mình. Một khi quý vị đã thông suốt rồi là có thể đi giáo hóa tha nhân, khiến mọi người đều lãnh hội được chân lý và đoạn trừ được nghi hoặc, thì đó chính là lợi tha vậy. 3. Chánh biến tri có nghĩa là vô sở bất tri, vô sở bất hiểu, tức là không chỗ nào mà chẳng biết, không chỗ nào mà chẳng không hiểu. Ở đây chánh là để phân biệt với bất chánh của ngoại đạo, và biến khắp cả là để phân biệt với bất biến không cùng khắp của nhị thừa. Hàng nhị thừa chứng tới đạo lý thiên lệch về tánh không, chưa đạt được biến, cho nên đây là điểm bất đồng đối với nhị thừa. Tri biết là điểm bất đồng so với hàng phàm phu. Phàm phu thì bất tri, không biết, còn bậc chánh biến tri thì vô sở bất tri, chẳng có gì mà không biết. Chánh biến tri có danh hiệu là biến tri pháp giới hiệu. Thế nào gọi là biến tri pháp giới hiệu? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng: tùng thẳng gai leo, ngỗng trắng quả đen, đều hiểu nguồn căn. Đây nói cây tùng thì thân cây đứng thẳng, cây kinh gai, loại cây có gai thì leo quanh, mọc thành từng bụi. Ngỗng trời thì có lông màu trắng, và quả thì có lông màu đen. Các căn gốc của chúng vốn như thế nào thì Phật đều biết rõ cả. Thậm chí ở ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới, mưa rơi bao nhiêu giọt, Phật cũng biết rằng. Bởi Phật là chẳng có chỗ nào mà không biết, vô sở bất tri, nên mới đạt được danh hiệu này, gọi là biến tri pháp giới hiệu. 4. Minh hành túc. Minh là minh bạch rõ ràng, hành là tu hành. Minh cũng chính là trí huệ, tu hành tức là phước. Phước huệ song túc, nghĩa là phước được tròn đầy, huệ được viên mãn, đó cũng chính là minh hạnh túc vậy. Chữ minh này lại có thể giải thích là tam minh. Tam minh gồm những gì? Đó là thiên nhãn minh, có được thiên nhãn thông. Túc mạng minh, biết rõ tất cả chuyện đời trước. Và lậu tần minh, đạt được sự vô lậu, không còn phiền não lậu hoặc.
Minh Hạnh Túc cũng có một danh hiệu đặc biệt gọi là Quả Hiển Nhân Đức Hiệu, Tài Quả Dị. Đức Phật hiển lộ thì hiện đức hạnh mà Ngài đã từng tu tập khi còn ở nhân địa. 5. Thiện thệ thế gian giải. Thiện có nghĩa là tốt lành, chữ thệ ở đây đồng nghĩa với chữ giảng và có nghĩa là đến, đi. Thiện thệ thế gian giải cũng có danh hiệu là Diệu Giảng Bồ Đề Hiệu. Vì sao gọi là Diệu Giảng? Đức Phật đến mười phương quốc độ của chư Phật một cách tốt lành và khéo dùng quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nên được gọi là Diệu Giảng Bồ Đề Hiệu. 6. Vô Thượng Sĩ. Đây cũng là một trong mười tôn hiệu của Phật. Vì sao gọi là Vô Thượng Sĩ? Bậc không ai hơn được. Vì Đức Phật đã đoạn trừ mọi lậu hoặc, không còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc nữa. Bởi mọi thứ hoặc đều đã giết sạch nên gọi là Vô Thượng Sĩ. Nếu còn hoặc cần phải đoạn thì gọi là Hữu Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ cũng có một danh hiệu riêng, đó là Thông Ngụy Đạt Chân Hiệu. Đức Phật biết rõ nội thân cùng ngoại cảnh, thảy đều hư ngụy, giả tạm. Duy chỉ có Phật thừa là chân thật nên gọi là Thông Ngụy Đạt Chân Hiệu. 7. Điều Ngự Trường Phu. Điều là điều hòa, ngự là ngự xa, tức là đánh xe. Thời xưa người ta dùng ngựa để kéo xe thì cần phải có người làm ngự xa, tức là cầm roi điều khiển ngựa. Còn ở thời đại này thì lái xe hơi cũng có thể gọi là ngự xa vậy. Điều ngự trượng phu ở đây là điều ngự cái gì? Đó là điều ngự chúng sanh trong sáu đường, khiến cho họ đạt đến Phật quả Bồ Đề, chứng được quả vị Phật. Vì thế, đây là một bậc đại trượng phu vĩ đại nhất, có khả năng điều khiển và dẫn dắt chúng sanh, đưa chúng sanh ra khỏi dòng sanh tử, vượt thoát sáu nẻo luân hồi. Điều ngự trượng phu cũng có một danh hiệu gọi là Nhiếp Quá Tùng Đạo Hiệu, nghĩa là quá độ chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều y theo con đường tu đạo chân chánh mà tu hành. 8. Thiên Nhân Sư. Đức Phật là sư biểu và bậc thầy của trời và người, là tấm gương của tam giới. Thiên Nhân Sư cũng có một danh hiệu gọi là Ứng Cơ Thuyết Pháp Hiệu, nghĩa là ứng theo căn cơ trình độ và nhân duyên của chúng sanh mà thuyết pháp. 9. Phật là tên gọi tắt từ chữ Phật Đà Gia của tiếng Phạn, bởi người Hoa thích đơn giản nên chỉ gọi là Phật. Phật cũng có một tên hiệu gọi là Tam Giác Viên Minh Hiệu. Tam giác là ba loại giác ngộ: tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Bởi ba giác trọn vẹn, muôn đức đủ đầy, tam giác viên vạn đức bị, cho nên được thành Phật. 10. Thế Tôn. Bất luận là tại thế gian hay xuất thế gian, Phật đều là bậc tôn quý nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn cũng có một danh hiệu đặc biệt gọi là Tam Giới Độc Tôn Hiệu. Tam giới tức là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Độc Tôn có nghĩa là chỉ có Phật mới là bậc tôn quý nhất. Do đó, lúc Đức Phật Thích Ca vừa giáng sanh ở cõi thế thì liền một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta Phật là tôn quý. Ngoài ra, từ ngữ Thế Tôn còn bao hàm sáu nghĩa: 1. Tự tại, Phật là bậc tự tại nhất. 2. Xí thành, rừng rực như lửa. 3. Đoan nghiêm, vừa đoan chánh vừa trang nghiêm. 4. Danh xưng phổ danh, khắp nơi đều nghe danh Phật. 5. Kiết tường, tốt lành may mắn, danh xưng Thế Tôn rất là kiết tường. 6. Tôn quý. Trên đây là phần giải thích đơn giản về 10 tôn hiệu của Phật.